Hi, xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy. Và em là Minh Huy đây. Lần đầu tiên cho Minh Huy gửi lời cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và theo dõi Di động Minh Huy anh chị nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024, một cái ngày rất là đặc biệt. Và ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 thì Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập. Nói chung là chúng ta được tự do anh chị ạ. Nói chung rất là phấn khởi anh chị ạ. Và hôm nay thì hòa chung không khí vui mừng cả nước, em Huy lên cho quý anh chị những mẫu máy mới nhất tại shop Di động Minh Huy. Và em Huy cũng cập nhật với mức giá từ thấp đến cao cho quý anh chị nhé. Những anh chị mới đến ấy thì vui lòng để lại cho em Huy một like, một đăng ký kênh cho em Huy có động lực ra nhiều video hơn nha anh chị nhé. Và cách mua hàng của em Huy rất đơn giản thôi. Anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo 0933600386. Nhà em có ship code toàn quốc và máy đến rất là dễ dàng. Anh chị nhận máy, anh chị được mở ra này, được kiểm tra, được lắp sim dùng thử rồi mới thanh toán tiền. Và có đặt cọc trước 50, 100, 200 tùy vào giá trị máy. Còn trường hợp nếu mà anh chị lớn tuổi rồi, cô chú lớn tuổi rồi không cọc được thì mình gọi video, mình chốt máy vui vẻ là ok nhá. Đấy, nói chung là tùy vào người thôi. Còn thứ hai nữa là gì ạ? Em xin chia sẻ một chút, đó là em có cái định dạng video là video 4K. Nếu mà anh chị cô chú mà thấy chưa nét, muốn nét hơn ấy, thì bấm vào cái biểu tượng cài đặt này. Sau đó mình chọn chất lượng, mình sẽ chọn là nâng cao. Và mình chọn là cao nhất ở đây là chất lượng 4K để mình xem được cái hình ảnh gọi là video nó sắc nét nhất. Và em Huy có những cái video giới thiệu sản phẩm chi tiết ở trên kênh Di động Minh Huy. Nhớ đừng quên để lại em Huy một like và đăng ký kênh nha. Hôm nay có rất nhiều mẫu máy nha, thanh lý từ thấp đến cao cho quý anh chị. Những mẫu máy lần đầu tiên xuất hiện như là Sharp R7 này, Note 10 Plus hôm nay cũng về này, nói chung là rất là phấn khởi anh chị ạ. Đầu tiên em lên cho quý anh chị một con máy từ thấp đến cao trước nha. Mẫu Samsung Galaxy gì đây không phải, nhưng mà con này là con LG nhá, LG X6 này. Con này thì tình trạng máy móc là ngon lành, nguyên bản 100%, chức năng ok là hết nhá. Màn hình cũng ở mức gọi là đẹp, mượt mà, nói chung là khá là ok. RAM 3, bộ nhớ 64GB, cấu hình cũng ổn ổn đấy ạ. Đấy, em thanh lý cho quý anh chị máy chân, máy móc chức năng ngon nhá. Sạc này, sạc micro USB. Và con này tình trạng là máy có 3G đầy đủ nhưng mà không có 4G. Giá thanh lý là 1,1 triệu nha. Hệ camera thì có đầy đủ là cảm biến góc rộng, góc siêu rộng, các thứ đầy đủ hết. Tiếp tục thì em lên cho quý anh chị một mẫu máy khác đến từ thương hiệu Samsung nhá. Hôm nay em về cái mẫu máy này rất là nhiều anh chị yêu thích này. Đó là Samsung Galaxy X-Cover Pro. Lần đầu tiên X-Cover Pro có mặt tại shop Di động Minh Huy nha. Con này ưu điểm lớn nhất của nó là gì ạ? Có 2 sim 2 sóng. Lâu rồi em Huy không bán một con Samsung mà có 2 sim 2 sóng phân khúc giá rẻ như thế này. Con này tình trạng máy móc này đẹp len keng xe beng nha. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cực kỳ đẹp nha. Khó mà tìm được vết xước trên con máy này lắm. Hàng em Huy lợi nhập rất là nét. Máy thì có men dán màn hình này, rất là chất lượng được chưa? Máy sử dụng một cái màn hình nó rơi vào tầm là khoảng loanh quanh 6.4 inch. Đấy, màn hình thì sáng, đẹp và sắc nét ạ. Cấu hình em này sẽ có là 4GB RAM, bộ nhớ 64, vi xử lý gọi lõi 8 nha. Và chức năng cũng khá là mượt mà, viên pin 4000mAh. Máy thì siêu bền lành, có kháng nước kháng bụi và dùng được 2 sim vật lý. Về anh chị dắt 2 sim vật lý vào là dùng ok luôn nhá. Nói chung là máy móc ok, màn hình sáng đẹp, chức năng ngon. Camera trước sau thì em thấy là cũng ở mức gọi là đẹp và nét đấy, nét căng càng càng luôn nhá, rất là ổn áp. Phía trên thì có một cái nút bấm này. Đấy, em sẽ link video giới thiệu chi tiết con này sau nhá. Anh chị nhớ đăng ký kênh, follow kênh và cho em Huy nút like để hôm sau em Huy ra video giới thiệu chi tiết con này. Nhưng mà nút nguồn thì có ở đây, có cả nút vân tay anh chị nhá, có cả vân tay đầy đủ này. Thứ hai là bên này có một cái nút gọi là nút chức năng nhanh anh chị cài đặt này. Thứ ba là nút đèn pin này. Anh chị mà làm việc trong hầm mộ hoặc là những điều kiện cơ sự không tốt thì anh chị có thể dùng nút này để bật nhanh đèn pin được. Nói chung là có kháng nước kháng bụi, chức năng rất là ok. Còn nếu mà anh chị muốn đi rừng vài ba ngày ấy thì anh chị mua mượn con máy này và mua thêm 1-2 cục pin nữa, máy vẫn có kháng nước kháng bụi nha. Đi rừng thì mua thêm 2 cục pin nữa thôi là anh chị đi rừng cả tuần được. Nói chung là rất là ok nhá. X-Cover Pro 2 sim 2 sóng, con này giá hết tại bên em là 2,6 triệu, có sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc. Tiếp tục phân khúc 2 triệu nhà em đang có là gì ạ? Mã Samsung Galaxy A13. Con này thì anh chị thích một con máy bền lành, cấu hình cũng vừa phải dùng thì cũng rất là ok rồi. Được cập nhật Android mới này, Android 14 One UI 6.1, nói chung là phần mềm mới nên là dùng mấy năm nữa cũng khá là ok nhá. Mức giá hiện tại thì rất là hợp lý luôn. Đây là Samsung Galaxy A13, máy có viên pin trâu 5000mAh. Pin 5000 là rất là trâu rồi ạ. Máy có một cái màn hình to, khá là to nhá, tầm loanh quanh 6.5 inch. Cấu hình em này thì sẽ có là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB, chip trụng thì cũng ở mức cơ bản là ok nhá. Đặc biệt em này thì em thấy là hệ camera cũng được. Nói chung là cửa tiền này camera chụp khá là đẹp, cam trước cam sau ok. Giá em này có 2,3 triệu, có sạc cáp, có rắn ma, có miễn phí ship toàn quốc các chị nhá. Đây là Samsung A13. Tiếp tục này, lên cho quý anh chị thêm cái dòng máy Samsung Galaxy A32. Dòng này là một trong những dòng máy Samsung giá rất là tốt, bán rất là chạy mà lại có màn hình Super AMOLED anh chị nhá. Khách hàng bên em khen thì con này pin trâu,
và cấu hình cũng gọi là đủ dùng, nhưng mà màn hình rất đẹp và camera đẹp luôn. Con này là con Samsung Galaxy A32. Con này tình trạng máy móc này, khung viền các cạnh rất là đẹp, phải nói là máy zin đẹp nhá. Có những con còn siêu ni lông có 3 màu là màu tím, màu trắng và màu đen cho anh chị lựa chọn nhé. Máy có kèm ốp lưng, có dán màn hình, có sạc cáp nhanh và miễn phí ship toàn quốc. Tình trạng 3 màu thì đồng giá với nhau. Màn hình 6.4 inch này, màn đẹp nét không ồ ám gì nhá. Công nghệ tấm nền Super AMOLED rất là đáng tiền. Camera cũng rất đẹp luôn. Cam trước cam sau con này thì rất là sắc nét ở trong tầm tiền nhá. Đấy, cam trước cam sau này, nhìn cái mặt nó da dẻ hồng hào, đẹp đẽ. Giá em này hiện tại bên em là 2.6 triệu một cây, 3 màu đồng giá nhau nhá. RAM 4/64, phiên bản Hàn Quốc, Samsung Galaxy A32. A32 em có rồi, ngoài ra em còn có là A32 5G. Trên tay em đây là A32 5G, em cũng có 3 màu là màu đỏ, màu đen và màu trắng cho anh chị lựa chọn. Tình trạng máy móc cũng là zin, khung viền đẹp nhá. Em này vẫn có viên pin là 5000, RAM 4 nhưng mà bộ nhớ được cải thiện lên là 128GB. Còn phiên bản là 4G thì có 64GB. Nói chung là anh chị thích màn đẹp hơn thì dùng 4G, còn thích dùng ok thì dùng con 5G rất là ok nhá. Màn hình là IPS LCD 6.5 inch, cũng đẹp và sắc nét luôn. Có vân tay một chạm ở đây. Chức năng thì ngon lành, màn đẹp không ồ ám, pin 5000. RAM con này sẽ có dung lượng RAM của máy là bao nhiêu? Đây, cho anh chị xem qua này. RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB, có hỗ trợ 5G, chức năng ok. Camera trước sau cũng đẹp, hình khối tạo hình rất là bắt mắt. Giá con A32 này hiện tại bên nhà em đang có mức giá là 2.800.000 với những con máy đẹp. Còn những con máy phẩy phẩy một chút như con này này, phẩy một chút ở đây, thì giá con này là bao nhiêu? 2.650.000. Nói chung là nó phẩy một xíu ở lưng thôi, chứ còn viền vỏ thì đẹp hết. 2.6 triệu nhé, 2.6 triệu tròn. Dòng M em đang có là Samsung Galaxy M33. Cái mẫu M33 này nói thật với anh chị luôn là về cây nào là hết cây đấy. Hôm nay em về thêm lô mới được 3 cây nữa cho quý anh chị, và cho anh chị lựa chọn với 3 màu khác nhau. Hiện tại đang có là màu trắng này, màu xanh và màu xanh là xanh ngọc lục bảo. Nói chung là 3 màu, màu nào cũng đẹp nhé. Tình trạng máy móc zin đét và đẹp này. Có những con còn nguyên siêu ni lông viền, cực kỳ đẹp và chất lượng. Anh chị mà thích bật video 4K lên xem cho nét nhá. Ngoại hình ok, có những con xước nhẹ thôi, nhưng mà đa phần là đẹp nét như hình hết anh chị nhá. Rất là nét luôn, anh chị đặt sớm em huy chọn sớm cho. Cái dòng Samsung M33 này là dòng bán chạy nhất tại shop em, phải nói là chạy nhất. Bán thử tịnh cũng nhiều, anh chị mà ở tịnh mua về mà thấy cái tem này hoặc là cái tem di động Minh Huy thì là hàng của shop em đấy ạ. Đây là con M33 5G, máy sẽ có một cái màn hình to, đẹp, sắc nét. Cấu hình em này sẽ có là 6GB RAM, bộ nhớ em này sẽ có là 128GB. Viên pin lên đến là 5000mAh, anh chị dùng thoải mái nhá, pin trâu đấy ạ. Có sạc siêu nhanh 25W và có tặng kèm sạc zin nha. Có ốp lưng, có dán màn hình, miễn phí ship tận nhà toàn quốc. Những em máy đẹp nét thế này em đang bán là 3 triệu một cây đầy đủ phụ kiện. Đấy, và miễn phí ship toàn quốc cho quý anh chị luôn. Nói chung là máy móc thì chất nét, chức năng thì ngon lành mượt mà, màn hình 6.6 inch nha, 120Hz nha. Anh chị vuốt này, anh chị xem qua video em Huy vuốt không có độ khựng đâu. Đấy, màn sáng đẹp, cam sau nét căng này. Đấy, cam sau là cam chính 50 chấm nhá. Cải biến góc rộng, góc siêu rộng ok. Nói chung là màn đẹp, camera đẹp, giá hợp lý. Em này hiện tại bên em là 3 triệu một cây, M33 5G. Tiếp tục với một dòng máy mới về bên shop di động Minh Huy bên em luôn. Đây là dòng Mate 20. Con này là flagship của nhà Huawei anh chị ạ. Flagship nhà Huawei nhá. Tình trạng máy móc là zin này, tình trạng khung viền cũng ở mức gọi là cũ đẹp nhá, được khoảng 98% cho anh chị kỹ tính nhá. Viền vỏ cũng không có cấn móp gì đâu, đôi tí sức lấm chấm thôi. Em này đây là màu này, là màu phân hai màu rất là đẹp. Đấy, màu lưng rất là đẹp nhá. Và tình trạng máy móc rất là mượt mà luôn. Mức giá thì từ 2 triệu là có máy rồi, em sẽ thử qua một chút nhá. Đầu tiên là lưng này, lưng là kính cường lực khá đẹp, màn hình sáng đẹp luôn, công nghệ tấm nền là IPS LCD nhưng mà viền màn hình rất là mọng và đẹp. Nói chung là rất là ok nhá. RAM 6GB, bộ nhớ 128. Con này em thấy giá nó quá ngon trên cái màn hình và cấu hình nên em nhập về bán cho quý anh chị luôn nha. Pin em này thì tầm 4000mAh, chung là có zoom 10x này, chức năng ngon, camera thì đẹp anh chị ạ, cam trước cam sau đẹp nhá. Dòng Huawei nó ra những con máy nó cũng chất lượng đấy, không phải vớ vẩn đâu. Con này là lúc ra mắt nó cũng tầm 20 triệu nha. Đấy, màn hình này nét căng luôn và rất là sặc sỡ và đẹp, đúng không ạ? Tuy là cổng tấm nền là IPS bình thường thôi nhưng mà quá là ổn áp nhá. Con này pin tốt này, camera đẹp, chức năng ngon, giá là 2.5 triệu một cây. Còn có một cây này là 2 triệu, tình trạng máy là màn hình cũng đẹp, không ồ ám, không lưu hình gì nhưng mà đây có một chút gọi là phản quang ở đây, thì em bán là 2 triệu thôi, còn lại là 2 triệu rưỡi nhá. Mấy cây đẹp này, màn hình đẹp hơn là 2 triệu rưỡi, còn một cây màn phạm lỗi đây là thanh lý máy trần 2 triệu nhá. Còn máy bán ra sẽ có là dán màn hình và sạc cáp. Ôi dòng này rất là thích nha. Anh chị mà tầm giá 2 triệu mà mua con này rất là ngon, một sự thay thế rất là tốt của những dòng Samsung nhá. Tại vì nếu mà anh chị dùng con này có khi lại không mua Samsung nữa. Tại vì màn hình này nhìn nó quá đã anh chị ạ. Nhìn quá đã nhá. Đấy, chưa? Quá là sặc sỡ, quá chất lượng luôn. Huawei Mate 20 nha.
Tầm 2 triệu em có là Sony X5 này, có một cây thôi, 2 triệu 6. Lưng đẹp này, khung viền cạnh trên đẹp, cạnh bên cũng đẹp và cạnh dưới cũng đẹp. Ưu điểm con này là máy sẽ có một cái màn hình, dòng này rất là bền lành là một này. Thứ hai là cấu hình khỏe nha, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Con chip sử dụng con máy là Qualcomm 855 rất là mượt mà nhá. Màn hình thì sáng đẹp, không màu ám phân màu gì. Loa kép nghe nhạc ok. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng rất là đẹp luôn. Vân tay một chạm là lên luôn này. Cụm cam thì chụp ảnh đẹp nhá. Và có kháng nước kháng bụi rất là ngon lành luôn. Những cái dòng Sony thì kháng nước cực kỳ tốt. Như con này hiện tại bên shop em đang có mức giá rất là êm nha quý anh chị. Chỉ là 2 triệu 6 thôi nhá, có một con thôi, Sony X5. Màn hình 6.1 đấy ạ. Còn đây là Sony X1 nha. X1 em đang có hai màu là màu đen và màu tím. Hiện tại thì con này là con máy có cái màn hình đẹp nhất trong tầm tiền khi sử dụng màn hình là 6.5 inch. Độ phân giải màn hình là 4K. Cấu hình sẽ có 6GB RAM 4x64 nhá. Chức năng ngon lành ạ. Cụm cam thì sáng đẹp, nét căng luôn ạ. RAM 6x64 thì dùng thoải mái rồi. Cam trước cam sau đều đẹp này. Con này thì hay nhất là loa, loa nghe cực kỳ hay, loa kép âm thanh vòm cực sướng. Thứ hai là màn hình rất đẹp, 6.5 inch 4K. Cấu hình khỏe nhá, pin thì nó cũng bình thường thôi, tầm 3.300 thì cũng vừa vừa chứ không khỏe. Nhưng mà giá rất là êm ạ, 2 triệu 6 thôi ạ. Hai em này đồng giá 26 này. Phân khúc 2 triệu mình còn con gì nữa không anh chị? Tầm 2 triệu thì cơ bản là em cũng gần hết rồi. Nhưng mà lên cho quý anh chị thêm một con Samsung Galaxy A23. Con này máy đẹp thì đang là tầm 28-30, nhưng mà con này giá có 2 triệu rưỡi. Tình trạng ấy thì là máy zin nhá, màn hình không xước này và màn đẹp không ồ ám gì. Cái dòng Samsung Galaxy A23 sẽ có cấu hình là RAM 4x128 nha. Màn hình sáng đẹp không ồ ám gì, chức năng ngon. Em này thì tình trạng máy zin, cam đẹp, màn đẹp, nhưng mà ngoại hình viền vọ nó có gọi là lấm chấm xước. Cái này là vỏ nhựa nên là nó cũng bình thường thôi. Giá con này hiện tại bên em là 2 triệu rưỡi nhá, có một cây ạ. Thanh lý cho quý anh chị luôn. Giá cực kỳ hợp lý. Phân khúc 2 triệu em lên cho quý anh chị thêm một cái mẫu nữa là mẫu Redmi, con này là Redmi Note 10 5G nhá. Tình trạng cấu hình là RAM 6x128 này, chip là chip Dimensity có hỗ trợ 5G. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, chức năng ok, máy móc mượt mà nhá. Đẹp như mới vậy. Và giá em này hiện tại bên shop em có mức giá là bao nhiêu ạ? Redmi Note 10 5G 2 triệu rưỡi nhá. Redmi Note 10 5G 2 SIM 2 sóng, chức năng ok la. Tiếp tục đến với phân khúc 3 triệu đi, cho anh chị thoải mái chiêm ngưỡng luôn. 3 triệu em đang có là Samsung Galaxy. Con này là con A24 nhá. Tình trạng khung viền các cạnh cũng ở mức gọi là tương đối đẹp, có xước nhẹ nhẹ theo thời gian thôi. Lưng liếc đẹp này, cụm cam sáng đẹp, màn hình thì kính đẹp không xước, màn đẹp không ồ ám gì. Con này sẽ có một cái màn hình là tầm 6.4 inch nhá. Cấu hình sẽ có là RAM bao nhiêu ạ? RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Chip sử dụng trên máy là con chip cũng khá là ổn áp đấy ạ. Nói chung là chức năng ok, thiết kế rất là đẹp mắt và bắt mắt, giá cả hợp lý. A24 đang có mức giá tại shop Di động Minh Huy bên em nhé. Cam chính là 50 chấm này, được chưa? Máy móc thì thiết kế đẹp, giá là 3 triệu 3 một cây. Có sạc zin 25W tặng kèm. Tiếp tục đây cho quý anh chị một con Samsung Galaxy A33 anh chị ạ. A33, con này có kháng nước kháng bụi này, rất là đẹp luôn, ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Lưng này đẹp len keng sáng bóng. Khung viền thì còn nguyên siêu ni lông viền, cực kỳ hiếm nha. Có đúng một cây thôi, hôm nay em siêu quý anh chị này. Màn hình kính đẹp không xước nha. Màn đẹp không ồ ám, không phân màu gì. A33 sẽ có cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chạy con chip cũng khá là ổn áp trong phân khúc này. Đấy, màn hình thì sáng đẹp, công nghệ tấm nền là tấm nền Super AMOLED rồi, máy mới khởi động lên nên là chờ máy một chút anh chị nhá. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Con này thì hệ camera em đánh giá cũng đẹp, anh chị nhìn qua hệ camera thấy này, có cảm biến góc rộng này, cảm biến góc siêu rộng này và cảm biến macro đầy đủ hết nhá, đo chiều sâu các thứ đồ. Nói chung là cấu hình cũng khá là mượt mà, chức năng ok. Phần mềm thì vẫn cập nhật ok được và có kháng nước kháng bụi nữa. Cái cửa tiền này thì em thấy là anh chị nên chọn lựa đấy, tại vì cam đẹp, chức năng ok, giá cả hợp lý. Giá em này hiện tại bên em là 4 triệu có đúng một cây nhá. Máy gọi là rất là nét này, nét keng luôn ạ. A33 nhá. Tầm giá ấy, nếu mà anh chị muốn mượt mà ấy mà giá rẻ lấy cho em con này đi. Pixel 6A mới về này. 6A mới về tại shop Di động Minh Huy nhá. Tình trạng máy zin đét, được chưa? Zin đét luôn ạ, và là bạn quốc tế nhá. Quốc tế 2 SIM 2 sóng. Máy zin ngon, hiện tại đang có màu trắng và màu đen nhá. Màu đen vẫn là áp đảo cực kỳ. Đấy, khung viền thì tình trạng là zin cũ đẹp anh chị nhá. Nó không keng đâu nhưng mà nó cũng rất là đẹp rồi, có phe phẩy nhẹ nhẹ thôi. Giá hiện tại em đang có hai mức giá là 3650 và 3850 thì đa phần là nó cũng xem nhau, nó cũng không khác nhau mấy cả. Cái sản phẩm Pixel 6A nó siêu mượt mà luôn nhá. Màn hình nó bé bé xinh xinh 6.1 này. Cấu hình em này sẽ có là gì ạ? RAM con này sẽ có là 6GB, bộ nhớ 128. Chip sử dụng là chip Google Tensor nhá. Google Tensor, nói chung là ngoại hình viền vọ em thấy là cũng khá là ngon đấy ạ. Màn hình thì đẹp 100%, không ồ ám, không phân màu gì. Tất nhiên có đôi tí xước nano nhỏ thôi, dán PPF vào là đẹp nét ngay. Con này thì sẽ có một cái cấu hình nó khá là mạnh và mượt mà, với 6GB RAM, bộ nhớ 128, chip Google Tensor. Thứ hai là hệ cam cũng đẹp này. Cam con này thì cam của Pixel mà anh chị, cam của Google mà. Nói chung là cam thì rất là đẹp và ưng ý nhá. Loa nghe nhạc hay, bass dày nha, bass dày và sâu.
Chung loa nghe nhạc sướng lắm, dòng Pixel nghe nhạc sướng. Giá con này là 3650 đến 3850, tùy vào ngoại hình và tình trạng máy, nhưng mà đều là máy zin mà đẹp hết, cho anh chị yên tâm. Phân khúc của hơn 3 triệu em Huy đã có một số mẫu máy đây anh chị xem rồi. Thì em Huy sẽ đưa quý anh chị đến với phân khúc là tầm 4 cụ. Tầm 4 cụ khoai anh chị sẽ có gì? Đây. Lên cho quý anh chị một con S10 Plus. Hôm nay em Huy về được thêm một đôi S10 Plus này. Phân khúc 4 triệu thì S10 Plus là một con máy có cái màn hình rất rất là đáng để cân nhắc. Khi có cái màn hình rất là ổn áp đấy ạ. Em Huy đánh giá con này là một trong những con máy có màn hình đẹp nhất trong tầm tiền nha. Tình trạng máy là zin, khung viền thì cũng ở mức cũ đẹp anh chị nhá. Nói chung là máy khung viền thế này em thấy là đẹp đấy, tại vì nó ra mắt cũng được 4 năm rồi. Nhưng mà rất là ổn áp nhé, màn hình này sáng đẹp 100%, không ồ ám, không phân màu gì cả. Con này thì sẽ có viên pin đấy, cấu hình như sau nhé. Đầu tiên là có đầy đủ tiếng Việt nhé. Anh chị về mà thấy như này thì anh chị bấm cho em là Việt Nam. Tiếng Việt đây. Ok nhá, là có full tiếng Việt, anh chị bấm lên cái là ok. Máy thì zin 100%, màn đẹp này, không ồ ám, không phân màu gì cả nhá. Và chức năng ngon lành luôn. S10 Plus thì đây là phiên bản Mỹ sẽ có là 8GB RAM và bộ nhớ là bao nhiêu ạ? 8GB RAM và bộ nhớ này bao nhiêu? 8GB RAM và bộ nhớ là 128GB. Hệ camera phía sau vẫn rất đẹp này. Quan trọng nhất bây giờ là cái màn hình thôi. Màn hình đẹp là 10 trên 10 điểm rồi. Không phải nói thêm gì nữa. Giá con này bao nhiêu ạ? Giá là 4 triệu một cây nhá, S10 Plus. Tiếp tục thì phân khúc 4 triệu hơn em đang có này, con này này. Này anh chị thấy không ạ? Thấy bên này không? Bên này đang có một hàng đây. Đấy, đang một hàng. Đây em lên cho quý anh chị một hàng những em siêu mẫu nhá. Đây. Đây là Note 10 và Note 10 Plus nhá. Hàng về là hàng trên tay luôn. Trên tay luôn, cái Note 10 và Note 10 Plus này. Đầu tiên phải nói là Note 15G. Note 15G thì em Huy lên cho quý anh chị tình trạng máy thì gọi là quá nét luôn anh chị ạ. Đây, lên cho anh chị xem này. Được chưa? Chắc chưa? Anh chị nhìn là chắc chắn là thích luôn. Note 15G đã xuất hiện tại shop di động anh Huy. Cái mã này thì em thấy là thời gian qua em Huy không nhập về bán, tại vì hàng chất nó hiếm. Thứ hai là giá cao anh chị ạ. Nhưng mà phải công nhận là bây giờ cái màn hình nó cũng 4 triệu rồi, thì cái máy nó hơn 4 triệu là đúng, được chưa? Và nếu mà anh chị không thích ấy, thì mua Note 20 nhé. Nhà em cũng có Note 20, giá thì cũng cao Note 10 khoảng 300-400 nghìn thôi. Đây là Note 10 nhá, Note 15G. Anh chị nào yêu cái đẹp, thích cái đẹp thì mua con này quá là ngon ạ. Tình trạng này, máy zin và màn hình ấy là màn hình sáng đẹp anh chị ạ, rất là hiếm nhé. Phải nói là lâu lắm mới có những con máy Note 10 máy chất mà màn hình nó sáng đẹp như thế này. Em Huy rất là yêu thích cái dòng Note 10 này, phải nói là công nhận một điều là như thế. Đây, có đầy đủ 3 màu, anh chị lựa chọn là màu đa sắc này, được chưa? Cái này là lau là sạch nhá. Màu đen này và màu trắng anh chị lựa chọn. Note 10 5G thì đây là phiên bản Mỹ. Ôi, bóc ra này. Ui dồi ôi. Màn hình nhá, nó sáng đẹp 100%, không ồ ám, không phân màu gì luôn. Đây là bản Mỹ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855, nên là anh chị cứ yên tâm là màn hình nó gọi là đẹp là một này. Thứ hai là chip siêu mượt mà nhá, chip 855. Cấu hình có RAM 8, bộ nhớ 256 nhá. Chip 855 thì chạy rất là mượt rồi. Vuốt đến đâu đi anh đấy này. Và em này là bản Mỹ nhá, có một SIM. Chức năng ngon lành, hệ camera thì cam trước nét căng, cam sau rất là đẹp. Con Note 10 này em đánh giá là con máy đẹp nhất của nhà Samsung từng thiết kế. Phải nói là nhiều anh chị công nhận như vậy. Máy có bút S Pen này, vẽ viết thoải mái này. Thứ hai là hệ camera cũng đẹp này, được chưa? Chức năng ngon và khung viền vỏ thiết kế rất là vuông vức và đẹp mắt. Màn hình thì đẹp 100%, không ồ ám, không phân màu gì. Giá Note 10 5G đang bên em là 4 triệu 650 một cây. Có tặng ốp lưng này, dán màn, sạc zin siêu nhanh 25W và miễn phí ship toàn quốc. Mã này thì là 100% màn đẹp không ồ ám nhá. Máy đã lọc kỹ cho quý anh chị rồi. RAM 8 của nhà 256. Nhiều anh chị thích mã này thì mua nhá. Con này ưu điểm là cấu hình vẫn rất là mượt mà, màn hình đẹp, cong tràn, chức năng ngon. Nhược điểm là pin nó cũng vừa vừa dùng nhá. Nếu mà anh chị thích pin trâu thì mua mấy dòng máy dòng A, dòng M cho em. Còn thích mà thích thiết kế đẹp, màn đẹp, loa hay thì mua con này 10 triệu. Được chưa? Phân khúc 4 triệu nhá, có thêm cả Note 10 nữa. Còn 4 triệu thì mình sẽ chọn dòng nào khác ngoài Note 10 thì anh chị lưu ý giúp em. Đây, lần đầu tiên em có cái dòng Sharp R7, nhưng mà R7 thì nó có nhiều mức giá, anh chị lưu ý giúp em nhé. Em sẽ giới thiệu một lèo cái dòng R7 này luôn. Đầu tiên là máy số 1 này, giá con này là 4.990k. Tình trạng máy móc là zin, lưng đẹp này, kính là kính cường lực Victus nha, kính xịn nha. Khung viền các cạnh thì em thấy là cũng ở mức rất là đẹp và vuông vức. Cái dòng R7 này vẫn có là jack 3.5mm này và có hỗ trợ thẻ nhớ SD, có hai sim hai sóng cho anh chị thoải mái lựa chọn. Máy sẽ có một cái màn hình tương đối là đẹp, chức năng ok, ngon lành. Nhưng mà cái dòng R7 này là độ sáng 2000 nit này, màn hình 240Hz. Vì vậy, ngoài cái cấu hình RAM 12, bộ nhớ 256, chip 8 Gen 1 rất là mượt mà và cao cấp ra, thì nó có cái nhược điểm là màn hình nó hay bị chấm đốm và chấm sáng phản quang. Đấy là em phải báo với quý anh chị như vậy. Như con này thì màn hình có đốm li ti bụi trên màn hình đấy, và có gọi là lưu huỳnh siêu nhẹ. Thì em để quý anh chị mức giá là 4.990. Nhiều anh chị thì không nói, không ai biết đâu. Nhưng mà cam con này quá ngon nhá. Cam sau đã lên đến là phải là gần 50 chấm rồi. Và cảm biến phía sau là cảm biến 1 inch. Cải thiện rất nhiều so với R6. Và R7 này, con này giá trị như R6 anh chị nhá. Máy siêu mượt luôn. RAM 12, bộ nhớ 256, chip 8 Gen 1.
siêu mượt, siêu rẻ luôn, pin 5000, giá em này là 4.990.000. Đấy, tiếp tục một em là em số 2 này, R7 số 2 nhá. Con này giá là 5.500.000, tình trạng lưng liếc cũng ở mức tương đối đẹp, viền thì có đôi tí lắm chấm viền, khung viền thì cũng đẹp nhá, cũng khá là ok đấy, con này được khoảng 97%. Màn hình thì cũng ở mức gọi là tương đối là đẹp. Đấy, nói chung là ở mức tương đối thôi. Được chưa? Vẫn có 1-2 chấm bụi nhọn, còn lại chức năng quá là ngon nhá. Nói chung là càng đẹp thì giá càng cao. Em này thì máy vẫn zin đét và nguyên full chức năng 2 SIM 26 ngon lành, mượt mà luôn ạ. RAM 12 bộ nhớ 256, cấu hình siêu đỉnh nhá. Chip 8 Gen 1, giá là 5.500.000. Máy số 2 nhá. Em máy số 3 này, cái màu này rất là đẹp nhá, màu như màu nhôm anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Lưng đẹp này, khung viền con này phải nói là rất là xuất sắc. Phải đẹp được 99% anh chị nhá. Màn hình kính cũng rất là đẹp này, được chưa? Chức năng ngon, ngoại hình đẹp đến 99%. Con này thì màn hình nó cũng gọi là có chấm li ti một chút xíu thôi, giá là 5.300.000. Sáp R7 máy số 3 nhá. Sáp R7 máy số 4 này, con này thì giá là 6.500.000, tình trạng là khá là hoàn hảo. Lưng đẹp này, khung viền cạnh trên đẹp, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh rất là đẹp nhá. Màn hình cũng ở mức gọi là sáng đẹp luôn, nói chung là có tiền mua con này quá là ngon. Giá quá là êm nhá, giá nó chỉ ngang S22 thôi. Cấu hình thì khỏe hơn, RAM 12 bộ nhớ 256, siêu mượt. Em này thì màn hình đẹp và chức năng ngon, giá êm nhá, 6.500.000, được chưa? Anh chị thích con nào mình xào con đấy. Sáp R7 lần đầu tiên có mặt tại shop Di động Minh Huy. Phân khúc 4 triệu em đã đi qua rồi, đến với phân khúc 5 triệu. 5 triệu thì em đang có là dòng Z Flip. Z Flip là Z Flip 3 nhá, tình trạng máy móc ngon lành đấy ạ. Nhiều anh chị thích dòng 3 tại vì giá cả nó hợp lý, vừa túi tiền mà tình trạng máy móc rất là ok. Màn hình thì sáng đẹp nhá, 6 in 7 này, sáng đẹp không màu ám, không phân màu gì. Đây là bản chính hãng sẽ có 2 SIM, một SIM vật lý, một eSIM nhá, hàng chính hãng Việt Nam luôn, dùng Samsung Pay thoải mái. Khung viền các cạnh rất là ok này, được chưa? Ngoại hình đẹp, cơ gập phẳng phiu, màn hình sáng đẹp không màu ám gì. Giá hôm nay chỉ có 5.000.000 một cây thôi. Z Flip 3 nhá. Anh chị mua dòng Flip thì quan tâm giúp em là cái cơ gập nó phải mượt mà, thứ hai là cái nếp gấp nó phải đẹp là ok nhá, như hai con này là ok này. Giá cả hợp lý lắm ạ, hàng chính hãng, được chưa? 2 SIM 26, RAM 8 bộ nhớ 128, chip 888 và giá con này rất là êm. Hiện tại bên em chỉ có mức giá là bao nhiêu? 5.000.000 một cây. Tiếp tục lên cho quý anh chị dòng Samsung Galaxy S21 FE. Con này thì có mức giá 5.000.000 một cây thôi ạ. Cấu hình khá là ok. Màn hình em này là 6.5 inch. Đấy, tần số cấp 120Hz, màn đẹp nét không ồ ám nhá. RAM con này sẽ có là 6GB, bộ nhớ 128, chức năng ngon lành, chipset mượt mà, khung viền các cạnh thì cũng ở mức gọi là zin cũ đẹp. Bản Mỹ có 5G, có RAM 6 bộ nhớ 128, chip 888. Pin là 4.500.000 nhá, máy móc mượt mà ngon lành. Em này hiện tại bên em đang có mức giá là 5.000.000. Phân khúc 5.000.000 em đã đi qua rồi, có ai bỏ lỡ gì không? Có đấy ạ. Trên tay em đây là một con Lecaphone này, con này thì cực kỳ hiếm nha, siêu hiếm. Hôm nay em về cho quý anh chị đúng một con duy nhất thôi. Lưng đẹp này, cụm cam sáng đẹp cực kỳ luôn, cấu hình khỏe nha. RAM 12, bộ nhớ 256, chip Qualcomm Snap 888 nha. Và những con máy đẹp như thế này ấy, trên thị trường rất là hiếm nha. Hiếm đấy, siêu hiếm luôn, khung viền này. Đó, anh chị mê không? Đấy, phay rãnh làm cưa này. Kính trước, kính sau là kính cường lực Victus, được phủ một lớp rất là nhẹ như nhung. Màn hình thì sáng đẹp nhá, và không ố ám, không phân màu gì, nói chung là ở mức tương đối đẹp thôi. Nói chung là nó vẫn có đôi tí lớt phớt rất nhẹ, nhưng mà em đánh giá là đẹp khoảng 99% màn hình của Sharp Lecaphone nhé. Con này màn tương đối đẹp ấy ạ, chức năng ngon. Giá con này em sale với quý anh chị là 5.800.000 đồng. Đấy, 5.800.000 nhé. Có một con duy nhất thôi ạ, Sharp Lecaphone nhé. RAM 12, bộ nhớ là 256 này, chip 888 này. Màn hình thì sáng đẹp, 6 in 6, tần số quét 240Hz, pin 5000mAh. Lecaphone 5.800.000. Phân khúc 6 triệu thì em đang có là S21 Plus. Trên tay em đây là S21 Plus với ba màu là màu tím này, màu bạc này và màu đen anh chị nhá. Tình trạng S21 Plus sẽ có một cái màn hình rộng là 6 in 8 nha, tần số các màn hình là 120Hz. Cấu hình sẽ có là RAM 8GB, bộ nhớ 128, máy 2 SIM 2 sóng, một SIM vật lý, một eSIM điện tử. Tình trạng máy móc ok nhá, ngon lành luôn, mượt mà. Đấy, màn hình thì sáng đẹp mượt mà luôn. Đấy, camera này, cam trước cam sau đẹp hết nhá. Đây, nói chung là bên em test full hết rồi. Lấy về là chỉ việc dùng thôi. Màn hình nó đẹp 100% nhé, không ồ ám, không phân màu gì cả. Giá này là 6.300.000 một cây, có ốp lưng dán màn, sạc cáp, miễn phí ship tận nhà toàn quốc. S21 Plus 6.300.000. Phân khúc 6.000.000 thì em đang có thêm cho quý anh chị là đây, mã Samsung Galaxy Z Flip thế hệ thứ tư. Tình trạng máy móc là cũng gọi là zin ngon lành nhá. Một con bản Việt, một con bản Hàn. Bản Việt thì bộ nhớ là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ là 128, bản Hàn là bộ nhớ 256 nhá. Tình trạng máy móc ngon, màn hình thì sáng đẹp 100%, không ồ ám, không phân màu gì. Hai con này đồng giá là 5.990.000, 6.000.000 anh chị ạ. Bản Việt thì sẽ có bộ nhớ 128, bản Hàn 256, hai máy đều có 2 SIM 2 sóng cả. Chức năng ok, máy móc thì mịn màng, mượt mà. Nói chung là anh chị dùng con này quá là ổn áp nhá.
Z Flip 4, RAM 8 của nhà 256, chip Snapdragon 8 Gen 1, cam đẹp này, cơ gập phẳng phiu, chức năng ngon nhé. Đây, máy thẳng tắp này. Giá cả hợp lý. Như con này hiện tại bên shop em đang có mức giá là 5990, có 2 cây. Máy có ốp lưng và có sạc zin 25W, miễn phí ship tận nhà nhé. Tiếp tục lên cho quý anh chị phân khúc 6 triệu em đang có là Samsung Galaxy S22 5G. Anh chị nhớ là để lại em một like và đăng ký kênh nha. Em đang có các màu là màu vàng hồng và màu trắng này. Tình trạng máy móc là zin nét nha. Ngoại hình thì tình trạng là zin cũ đẹp, cho anh chị phấn khởi được chưa? Nhưng mà em đánh giá là cũng đẹp đấy, tại vì em Huy chọn máy cũng khá là kỹ tính. Máy sẽ có một cái màn hình đẹp rồi. Cái dòng này thì màn hình quá ok rồi. Nhưng mà S22 thì màn hình nó hơi bé anh chị nhá. Đây, em đang dùng con máy này để quay video. Nói chung là quay video rất là chất luôn. Và anh chị cứ yên tâm là video hôm nay em cũng quay bởi S22. Tại vì S22 nó quay video em thấy rất là đẹp à, được chưa? Bán Samsung thì quay Samsung thì quay con gì nữa. Màn hình sáng đẹp 6 inch 120Hz. RAM con này sẽ có 8GB. Bộ nhớ con này sẽ có là bao nhiêu? 128GB. Và chạy con chip là con chip Qualcomm 8 Gen 1 nhá. Bạn Hàn thì sẽ có 256GB bộ nhớ, còn một SIM. Còn bạn Mỹ sẽ có là 128GB bộ nhớ và 2 SIM. Chức năng ngon lành, máy móc zin chuẩn chỉ cho quý anh chị luôn. Tặng ốp lưng dán màn sạc zin 25W miễn phí ship tận nhà. Giá là 6 triệu rưỡi nha. Anh chị thích con nào chụp màn hình gửi cho em Huy. Số điện thoại trực tiếp là 0933600386. Nhớ để lại cho em Huy một like và đăng ký kênh nhé. Chưa hết đâu, chưa hết. Em Huy sẽ lên cho quý anh chị một bom tấn mà anh chị không thể nào mà từ chối được. Đây, Note 10 Plus 5G lâu lắm mới có anh chị ơi, lâu lắm mới có nhá. Tại shop em Huy, nói chung là máy thì cực kỳ chất đét và ngon lành luôn anh chị ạ. Quá mê. Nhưng mà nhiều máy thế này thì biết lên khi nào cho hết đây, nói thế nào cho hết. Ôi máy này, nhìn con máy nó sướng anh chị, sướng không? Quá sướng. Em nói thật là lâu lắm em mới nhập một cái lâu máy mà em sướng như này. Ví dụ nhá, em lên cho quý chị một con để làm mẫu này. Con này là con 6 triệu 2. Lưng zin đẹp này, được chưa? Khung viền cũng gọi là zin đẹp này. Đấy, màn hình này sáng đẹp, không ố ám 100% luôn nhá. Con này bây giờ cái màn hình đã 5 triệu rồi, con máy em bán là 6 triệu 2 thôi. Chức năng ngon, đây là bản Mỹ ạ, cấu hình RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, chip Qualcomm Snapdragon 855, rất là mượt mà nhá. Camera thì nét căng này, có ốp lưng dán màn, sạc zin 25W, miễn phí ship toàn quốc. Riêng cái màn hình đẹp như thế này, đấy, con này đắt cái màn hình thôi, màn cũng tầm 5 củ rồi. Con máy số 5 nhá, 6 triệu 2, Note 10 Plus này, được chưa? Bình tĩnh nhá, bình tĩnh lên nhá, quý chị thêm này. Con máy này là máy RAM 12, bộ nhớ 512GB, Note 10 Plus nhá. Giá 6 triệu 6, lưng đẹp này, khung viền cạnh trên này, cạnh bên, cạnh dưới, các cạnh rất đẹp ạ. Màn hình thì sáng đẹp 100% nhé, cái này em cam đoan luôn cho quý anh chị được. Màn đẹp nhá. Cấu hình thì sẽ có là RAM bao nhiêu? RAM con này sẽ có là 12, bộ nhớ 512GB. À, bạn Mỹ nhá, chip 855 rất là mạnh mẽ, khỏe mạnh luôn, 6 triệu 6. Con này mới là hàng hiếm có khó tìm này. Con này là hàng gọi là hàng siêu hiếm luôn, 6 triệu rưỡi, lưng đẹp này, được chưa? Lưng đẹp bóng luôn ạ, khung viền thì cũng ở mức đẹp, rất đẹp nhá. Chân sạc này, sáng bóng luôn, bóng loáng luôn, anh chị thấy không ạ? Sạc ít lần, màn hình thì siêu nét đẹp nhá. 6 triệu rưỡi một con, thi thoảng mới có một con thôi ạ. Con này RAM có là 12GB. Đấy, RAM 12GB bộ nhớ 256GB, máy zin đét nhá. Note 10 Plus, được chưa? Đấy, 6 triệu rưỡi là kịch khung rồi, đắt hết cỡ rồi. À, như con này 6 triệu 2 này, máy số 1 này. Lưng cũng zin đẹp này, được chưa? Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới cũng ở mức gọi là cũ đẹp. Màn hình thì đẹp 100% nhá. Không ố ám, không phân màu gì cả. RAM 12, bộ nhớ là 256GB, giá con này cũng rất là êm, 6 triệu 2, máy số 1. Con này cũng 6 triệu rưỡi này, thi thoảng mới có một con nhé. 6 triệu rưỡi này, chân sạc này, sáng bóng bong bong luôn, được chưa? Rất là sáng nha. Anh chị nào quá kỹ tính thì mua con này ok nhá, em đi chọn rất là kỹ luôn, 6 triệu rưỡi này. Màn hình thì sáng đẹp 100%, không ố ám gì. RAM 12, bộ nhớ 256 nhá, chức năng ngon luôn. Màn hình zin, sáng đẹp, không ố ám nhá, nét 100%. Tiếp tục này, con này 512GB này, RAM 12, bộ nhớ 512, lưng siêu đẹp, khung viền các cạnh này. À, nét chưa? À, 512GB nhé. Con này giá là bao nhiêu ạ? Giá con này hiện tại là 6 triệu 6 nhé, 512GB. Con này thì giá cũng 6 triệu 2 nhé. Đấy, Note 10 Plus. Tiếp tục này, phân khúc cao hơn một chút nữa đi, nâng cấp lên một chút nữa. Em lên cho quý anh chị con Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Con này 7 triệu 6 thôi ạ. Máy zin này, lưng đẹp nhá, khung viền cạnh trên, cạnh bên, các cạnh cũng rất là đẹp. Nói chung là quá là ổn áp rồi. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Note 20 Ultra sẽ có là RAM con này sẽ có bao nhiêu ạ? RAM con này sẽ có là 12GB. Bộ nhớ em này sẽ có là bao nhiêu? Bộ nhớ con này sẽ có bao nhiêu GB đây? 128GB. Máy 2SIM 26, chip 865 nhá. Và có 2SIM 26 ngon lành luôn. Một vật lý, một eSIM. Chức năng ngon, cam đẹp. Note 20 Ultra nhá. Giá em này là 7 triệu 6. S22 Ultra đây. Ôi, mã này thì đúng là về ngập tràn. Đâu rồi? Đây em lên cho quý anh chị thêm nhá. Cái... đây, thêm cho quý anh chị là S22 Ultra này. Hôm nay em về thì cũng được hai màu anh chị ạ. Nhưng mà nhiều máy lắm, được tầm chục con S22 Ultra.
Mã này thì quá là ổn áp rồi ạ. À, riêng cái mã này thì em tự tin là hàng siêu chất luôn ạ. Giá rất là hợp lý nhá. Cái hộp này thì em in thêm, em tặng kèm cho quý anh chị đây. Email trùng luôn nhá. Nói chung là đóng cái siêu vào là thành máy mới, không khác gì máy mới cả. Đây, màn hình nhá, chính hãng và bảo hành, còn bảo hành màn hình ở hãng luôn. Đấy, màn hình liền khung, bảo hành chính hãng. Cái mã này thì em cứ bảo hành cho quý anh chị màn hình là 2 tháng chính hãng luôn nhá. Có lỗi gì không may cái ra hãng bảo hành cho thoải mái, tại vì cái màn chính hãng là cái màn đắt nhất. Màn mới bây giờ chính hãng cả khung cả màn là 6 triệu, còn màn cũ trên thị trường bây giờ khoảng 4 triệu thôi. Đấy, nên là anh chị lưu ý giúp em là anh chị mua con máy này tiết kiệm được 2 triệu rồi. Tình trạng máy móc là ngon lành nhá. Đây, chức năng ngon lành luôn, lưng liếc đẹp, khung viền còn nguyên siêu ni lông viền này. Màn hình thì sáng đẹp 100%, không phải tính tiền luôn. Đấy, chức năng ngon nhá. Đây là phiên bản Mỹ sẽ có là 8GB RAM, bộ nhớ là 128GB, chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, pin là 5000 mAh, máy có đầy đủ tiếng Việt hết nhá. Hai SIM hai sóng cho quý anh chị dùng luôn. Cấu hình thì ok, giá hợp lý cực kỳ luôn, 10.850.000 một cây. Có dán màn ốp lưng sạc zin 25W miễn phí ship tận nhà. Và đây là S22 Ultra, có hai màu hiện tại bên em đang có là màu đỏ và màu đen. Rất là nhiều màu nhé, hôm trước thì hết màu đen rồi, nhưng mà hôm nay về được cả đen cả đỏ, đúng là kiếp đỏ đen luôn. Được rồi, quá là ổn áp nha. Anh chị cần mẫu nào liên hệ trực tiếp số điện thoại 0933 600386, em Huy có cả Zalo nhá. Và chúc quý anh chị một buổi tối xem video vui vẻ, và chúc quý anh chị nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật là thành công và rực rỡ. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Và hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo nhé. Và còn hai cây nữa em giới thiệu nốt này, S20FE này, phân khúc này 3 triệu, con này là 3 triệu tròn nhé, thanh lý máy trần luôn, 3 triệu tròn. Cấu hình RAM 6 bởi những mặt 28, chip là chip Qualcomm 865, màn hình cũng ở mức tương đối đẹp nha, có phân màu siêu nhẹ. Và màn con này ép kính rồi nên em bán rẻ thôi, ép kính rồi nhưng mà ép kính là cũng là rất là ok, ép rất là đẹp nhá, mình nhìn không ra là ép kính rồi đâu, nhưng mà em thử em biết. Giá rất là ok này, con này để quý anh chị giá là 3 triệu tròn thôi, S20FE nhá. Còn con S20FE này thì tình trạng máy zin, màn đẹp không ồ ám này, thì giá con này em để quý anh chị mức giá là 4.2 triệu. Hai con này lệch nhau tận 1.2 triệu cơ, lệch nhau một tí đã lệch nhau bao tiền anh chị nhá. Nên anh chị lưu ý giúp em. Rồi, chúc quý anh chị xem video vui vẻ, đừng quên để lại em Huy một like và đăng ký kênh nha. Và di động anh Huy hàng tốt giá hợp lý ạ. Xin gặp anh chị trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh em nhá.